Lô radio đền cổ mới về nha. Đây. Màu đen này. Gơ phù radio này đủ đức anh em nhé, radio định định đức này, chiếc thứ nhất này. Đó. Xi men này cao lớn, xi men nhìn đẹp á. Đây dưới này chiếc Sapa. Mất tiếp. Có mấy phim này. Chụp mấy phim nhỉ? Cái này bị mất này đó, quay qua anh em xem mà chưa có chi tiết tôi sao đó, quay qua ha. Chắc là nhìn sáng sủa, chắc là nhìn sáng sủa mấy chiếc trái. Rồi, cái này để thấy sao đây.